quân siêu nhí tranh tài năm 2016. Xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón phần tham gia của bé Giang Nguyên. Thank you.
Xin được cảm ơn phần tham gia của bé Giang Nguyên. Và để người quý vị một tràng pháo tay nữa ạ, dành cho bé ạ. Chú ơi, trước khi con vô cho con xin nói vài lời. Ừ, nói thoải mái, một tiếng đồng hồ cũng được, câu giờ cho ca sĩ tới. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cứ nói đi con. Dạ, trước thềm năm mới thì con xin chúc quý ông bà, các cô chú có mặt trong ngày hôm nay một sức khỏe thật là dồi dào, làm ăn phát tài phát đạt và thành công trong cuộc sống. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Chưa nữa, còn gì chia sẻ nữa không? Ừ, nói chuyện về gia đình con đi. Dạ, ba mẹ làm sao, bào chương trình này làm sao, kể hết đi. Dạ, con chia sẻ là con hết biết nói gì. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Rồi, chút nữa chú sẽ kể giùm con nha. Gia đình con bá đạo lắm. Rồi. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn con. Chú nhớ kể cho con nha. Ừ. Thưa quý vị, chuyện của gia đình Giao Nguyên, chút nữa tôi sẽ kể sau. Rất là bá đạo. Và bây giờ